Bạch sư cho con hỏi, sau khi thiền xong thì khi con mở mắt ra con rất là choáng, nhức đầu. Như vậy có bình thường không ạ? Hay cách ngồi con có vấn đề? Và khi ngồi nhiều lần có bớt không? Hay phải có cách khắc phục? Hành thiền. Nó chỉ đơn giản là chúng ta tiếp tục hành thiền, chúng ta mở mắt. Nếu như mà quý vị quen với việc nhắm mắt á, thì khi mà mình kết thúc để mình mở mắt á, thì mình mở cách nhẹ nhàng thôi, để mắt thích nghi. Và sau đó vẫn tiếp tục ngồi thiền trong khi mở mắt, vẫn theo dõi hơi thở, ngồi thiền trong khi mở mắt. Rồi từ từ mở chân, rồi từ từ đứng dậy. Những vị lớn tuổi thì có thể ngồi dậy thì đừng có đứng dậy liền một cách nhanh chóng, mà mình có thể mình chống tay và mình đứng dậy một cách từ từ. Nó có một cách nữa, đó là khi chúng ta mở ra thì quý vị chuyển từ hơi thở chuyển sang niệm buông, để tâm của chúng ta nó bớt căng thẳng lại. Vì nhiều khi chúng ta hành thiền hơi thở, tâm chúng ta hơi căng.